Nếu mọi người nhìn thấy đằng xa xa kia, đây chính là ngôi trường yêu quý của mình, đây là Unimore. Đấy, ngôi trường này đã làm biết bao nhiêu người bỏ học, biết bao nhiêu người muốn bỏ học và biết bao nhiêu người sắp bỏ học. Ok, cho phần đầu tiên này, quên không làm intro mà nhớ nhấn like đăng ký. Nếu mọi người chưa biết mình là ai thì mình là Đức, mình là Duân, để ý. Nếu mọi người muốn follow mình trên social media thì tất cả các link mình sẽ để dưới phần description box và nhớ đăng ký kênh của mình trước khi vào video này nha. Yêu mọi người rất nhiều. Who's that? Buongiorno tutti benvenuti mi canale. Xin chào các bạn, cái xem clip của mình, chào mọi người đã quay trở lại với kênh của mình. Một tuần cách ly thật là dài. Không biết bao giờ Miss Corona mới tha cho tất cả mọi người để cuộc sống quay lại bình thường nữa. Hôm nay mình quyết định làm cho các bạn một cái video về việc làm thêm ở Ý, trả lời những câu Q&A về những cái việc làm thêm ở Ý. Và cái video này được lấy cảm hứng từ một cái video của Damon Dominic. Damon Dominic là một YouTuber, thì mọi người hãy check it out nha. Mình sẽ để link YouTube của anh ở phía dưới để mọi người xem nha. Thì mình cũng lấy cảm hứng từ clip đấy và bây giờ mình cũng quyết định đi ra ngoài để quay cho mọi người những cái Q&A về trả lời những câu hỏi việc làm ở Ý này, trả lời những câu hỏi mà Ý làm được những cái gì này. Nếu mà bây giờ mà Ý không cách ly và Pháp cũng không bắt đầu cách ly thì mình cũng đang ở Paris rồi đấy. Nhưng mà vì tất cả mọi thứ đang cách ly nên là bây giờ mình đã stuck ở đây đây. Rất là chán. Ok, let's go. Đi mình nha. Hello. Ok, mình đang ở ngoài rồi đấy. Ê à, vừa mua bánh xong này. Buon appetito mà mọi người ăn với mình nhá. Mua rồi. Một cái bánh su kem su kem. Mình không nhớ bánh này tiếng Ý gọi là cái gì. Thôi ăn thôi. Buon appetito. Mới tìm một quán bánh ngon kinh khủng khiếp. Ngon lắm. Ok. Bây giờ hãy trả lời hai câu hỏi trước đi. Thì tổng này có 8 câu hỏi thì mỗi chỗ mình sẽ trả lời một ít nhá. Thì câu hỏi đầu tiên sẽ hỏi là ở Ý ơi, đi làm thêm được không? Và tiêu chuẩn ở Ý là làm thêm bao nhiêu giờ một tuần? Thì ở Ý có đi làm thêm được, nhưng maximum mọi người chỉ làm được là 25 giờ một tuần thôi. Và đấy là tiêu chuẩn hầu hết của toàn châu Âu chứ không phải là của mỗi Ý đâu. Nên là mọi người hãy Google search những cái tiêu chuẩn giờ làm thêm của từng nước một nhé. Vì mình nhớ có nước là 20 giờ, có nước là 25 giờ. Mình cũng không xua lắm đâu, nhưng mà của Ý là tiêu chuẩn là làm 25 giờ một tuần. What? Next question. Thôi em, nếu mà ăn này mồm bị dính cái gì thì cái kệ mình nha. Là nếu mà làm 25 giờ không đủ thì có làm thêm được không? Làm chui ý. Thì câu trả lời là có. Mọi người hay làm chui không? Ở đâu cũng chả làm chui được. Mỹ, Pháp, Đức các thứ làm chui hết. Nó nói gì nữa là Ý. Nhưng làm chui có những risk về cảnh sát này. Thỉnh thoảng nhỡ mà đen thì là cảnh sát nó sẽ đến nó check. Và bạn sẽ phải chạy hộc mạng để chạy cảnh sát. The police, they are after me. Report. Hoặc là làm chui bạn có thể bị mistreat, là gặp những phải người chủ mà không tốt ấy, gặp mấy con mấy thằng mà nó trên trời dưới biển ấy, nó không còn gì để đâu nữa ấy. Thì nó sẽ có khả năng là dọa bạn, không trả tiền lương cho bạn và bắt bạn làm quá giờ ấy, xong đến cuối tháng nó sẽ bảo là ôi giời ơi, tháng này chị khó khăn quá vì dịch này, hoặc là tháng này khó khăn quá không ấy được nên là chị tính lương cho em, ví dụ tháng em làm được 700 hoặc 1000 chẳng hạn, nhưng mà tháng này chị chỉ trả em tầm khoảng 2/3 tiền lương thôi tại vì tháng này khó khăn quá. Ôi giời ơi, tôi điên mất. Ôi tôi chết. Ôi giời ơi, thế thì làm gì? Vì mình đã nghe những cái câu chuyện như thế rồi. Nhưng mà mọi người ai mà bị dính những cái câu chuyện như này hãy inbox mình hoặc là DM mình, mình sẽ bóc phốt hộ cho nhé. Ok, hai câu hỏi xong rồi, sẽ chuyển sang địa điểm khác nghe. Nhưng cái địa điểm này mình sẽ link ở dưới phần description để cho mọi người check nhé. Vì cái thành phố của mình nó cũng nhỏ lắm mà chả có cái gì đâu. Ok, chuyển sang địa điểm thứ hai sớm nha. Ê à, nếu mọi người nhìn thấy đằng xa xa kia, đây chính là ngôi trường yêu quý của mình, đây là Unimore. Đấy, ngôi trường này đã làm biết bao nhiêu người bỏ học, biết bao nhiêu người muốn bỏ học và biết bao nhiêu người sắp bỏ học. Đó chính là mình đó. Mình sắp bỏ học rồi mọi người ơi. Mình mệt quá, mình khổ quá. Câu hỏi thứ ba là không biết tiếng Ý có đi làm được không? Mình xin trả lời là có. Không biết tiếng Ý thì mọi người vẫn có thể đi làm được thôi. Vì có những cái job mà hầu hết bên này, nếu mà mọi người muốn kiếm tiền ấy, có những cái job mà không cần biết tiếng Ý mọi người vẫn có thể đi làm được. Nên là mọi người không phải quá chú trọng việc học tiếng Ý lắm đâu. Nếu mọi người học đại học bằng tiếng Ý thì mọi người bắt buộc phải nói tiếng Ý rồi nhá. Còn nếu mọi người mà học tiếng Anh thì mọi người nói bồi bồi tiếng Ý thôi, mọi người có thể đi làm được mà. Nhiều người như thế lắm chứ không phải là ít người đâu. Nên là mọi người đừng có lo lắng.
Câu hỏi thứ tư, những việc làm ở Ý là việc làm gì? Úi trời ơi, hết hồn luôn này, hết hồn luôn nhá. Đất nước này là một cái đất nước khá nghèo trong châu Âu này, ít người Việt này và ít người nói tiếng Ý này. Cụp ba cái vào là thảm họa rồi. Thì những công việc mà mọi người có thể đi làm ở trong nước Ý là đầu tiên là bê phở này, vì có một số nhà hàng Việt Nam rất ít bê phở. Mọi người đi rửa bát trong nhà hàng, mọi người đi quán sushi ở nhà hàng Trung Quốc, nhà hàng Nhật, nhưng hầu hết là Trung Quốc thôi. Mọi người có thể đi bán quần áo, nhưng bán quần áo phải biết tiếng Ý nhá. Mọi người có thể đi phiên dịch là bắt buộc phải biết tiếng Ý rồi, và phiên dịch là phải nói tiếng Ý siêu siêu đỉnh. Chứ như mình bây giờ mình chả đi phiên dịch được, mình bây giờ tiếng Ý bập bạ bập bẹ làm sao đi phiên dịch được. Và mọi người có thể đi dắt tour thì hầu hết là mùa hè thôi, chứ mùa đông cũng không có nhiều lắm. Với cả dịch bây giờ thì du lịch cũng chết hết rồi, bây giờ việc làm bọn Ý nó còn chả có nữa là mình. Và cái cuối cùng, cái quan trọng nhất này chính là làm hỗ trợ mọi người ạ. Mọi người nghe đúng rồi đấy, hỗ trợ Fiera. Các anh chị em ở Ý, ai chắc cũng phải trải qua một lần đi làm hội chợ rồi. Còn nếu mà mọi người muốn biết chuyên sâu hội chợ là gì thì mình sẽ giải thích tiếp theo vào điều 5 và chuyển sang location khác. Định quay ở đây mà ở đây đang dọn chợ mất rồi. Mọi người đang vừa có chợ cuối tuần, nên mọi người bây giờ đang bắt đầu dọn vào. Nên là thôi, mình sẽ phải đổi địa điểm vậy. Xem bây giờ đi tìm địa điểm khác nha. Cái quảng trường này là cái quảng trường mà mùa hè mà ở cái thành phố của mình ấy. Mà ví dụ mà không có dịch ấy, là full học sinh ở đây luôn. Ngồi đây uống rượu, ngồi uống aperitivo là uống bữa xế chiều và ngồi buôn uống cà phê với nhau cả sáng. Đông nữa nhưng mà vì dịch nên là bây giờ chả có ai luôn. Chỗ kia bị ấy xong bây giờ phải ra quảng trường của khu mình. Đây là mình đang quay cái tòa thị chính luôn. Cái chỗ này là chỗ mọi người chuyên cưới. Không biết là mọi người nghe có bị vang không nhưng mà mọi người thông cảm nhé. Mình sẽ đứng đây. Fiera hội chợ ở đây có nghĩa là nó là cái lễ hội. Ở trong đấy tổ hợp nhiều cái mà người Việt mình ấy ra, như kiểu là gian hàng bán quần áo này, gian hàng bán đồ mỹ nghệ này, vật phẩm mỹ nghệ này, nhà hàng này, và bán mứt. Mọi người không nghe nhầm đâu, bán mứt. Thì bình thường là mọi người hay đăng hội sinh viên tìm người. Và nếu mà mọi người muốn làm việc thì mọi người check hội sinh viên vào những cái tháng mà cao điểm của hội chợ. À, bình thường nếu mà mọi người bán trà, bán mỹ nghệ, bán quần áo thì chủ có thể trả cho mọi người 50 EUR, 60 EUR, 70 EUR một ngày. Và một ngày đấy mọi người phải làm việc ít nhất nhá là có hội chợ 10 tiếng, nhiều nhất là 13, 14 tiếng. Mọi người phải dậy từ 6 giờ sáng, tắm rửa này, xong bắt đầu đi ra hội chợ nhá. Xong bắt đầu tối về làm từ 10 giờ sáng đến 10 giờ tối, xong tối về làm xong còn phải nấu cơm, giặt giũ, tắm rửa, ABCD. Nói chung mọi người một ngày mọi người chỉ ngủ được tầm 4 đến 6 tiếng thôi. Đấy là theo kinh nghiệm của mình nhá. Kinh khủng khiếp, mình đã đi làm cái như có những cái hội chợ mà nó rút hết máu của mình, nó rút hết sức lực của mình. Mỗi cái hội chợ xong mình không thể nào mà mình học được, mình không thể nào mà mình làm được gì nữa. Làm xong cái hội chợ coi như là thôi, ngoài luôn. Là mọi người hãy cân nhắc nha, nếu mà mọi người muốn đi làm hội chợ. Nên là làm hội chợ là một cái rút máu, xong mọi người về sau mọi người có khả năng là sẽ bị thoái hóa cuộc sống, thoát vị đĩa đệm. Mình bị thoát vị rồi vì ngày xưa làm hội chợ quá nhiều, đi liên tục. Và cái để mọi người kiếm tiền nhất ở Ý đó chính là bán mứt đấy. Mọi người không nhầm đâu, không nghe nhầm đâu, toàn những cái ngôn từ nó hơi lạ lẫm khi mà đi làm việc ở bên này đúng không, nhưng mà mọi người nghe không nhầm đâu, bán mứt nhá. Chuyên sâu bán mứt thì giải thích tiếp nha. Câu hỏi thứ 6, bán mứt ở Ý là như thế nào? Đổi góc nhá. Mình đang ngồi trước cái nhà thờ. Hôm nay có mấy cái lùm cây ở đây, tự dưng có cái cây ở đây, trời nắng tốt quá, thế là ngồi xuống quay luôn. Ok, tiếp tục bán mứt này. Mọi người không nghe nhầm đâu, bán mứt đúng cái mứt của Việt Nam mình hay ăn Tết ý. Nhưng bên này bán là quanh năm suốt tháng, trừ mùa hè ra, trừ mấy tháng hè nóng quá không ăn được. Thì mọi người sẽ cắt những cái mứt đấy. Bên này là những cái cục mứt là to lắm, một cái cục nó to như thế này, không phải nhỏ như Việt Nam, nhỏ lát như Việt Nam đâu. Mọi người sẽ cắt những cái cục đấy vào bên trong một cái đĩa. Mọi người sẽ cầm cái đĩa kiểu có mấy vị đấy, papaya này, đu đủ, xoài, hồng, mấy các thứ đây. Xong rồi mọi người sẽ cầm đĩa và ở cái hội chợ này nó một cái gian hình ô vuông đấy, xong có người đi qua đi lại. Mọi người sẽ cầm cái đĩa đấy và mọi người đi mời tất cả các khách xung quanh đấy, mời xong rồi cho người ta ăn thử này, xong người ta ăn thử thích thì bắt đầu là lừa khách, bắt đầu đi lừa bọn Tây. Đúng ra là đi lừa bọn Tây chứ mày đi bán. Bảo là mứt này của bọn ta nhập từ Việt Nam sang, mứt này của bọn tao là từ không phải từ Việt Nam, từ Thái Lan, từ các thứ Mỹ, biết Canada các thứ. Xong bắt đầu
đi lừa chúng nó bảo là ừ ăn mứt này tốt cho mắt này, ăn 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 nha đam aloe vera là tốt cho tóc này, ăn xoài là ngon này, ăn blueberry là tốt cho cái gì mình quên mất rồi, mình quên mất bài rồi, ngày xưa thuộc bài lắm, ngày xưa thuộc liên tục không để bán. Xong rồi đấy, ví dụ mà khách nó bảo 100g thì mọi người bốc lên 1 cân rồi bắt đầu ra như kiểu lừa khách ý, đúng là lừa khách luôn. Nhưng mà nếu mà không lừa như thế, không làm như thế thì mọi người sẽ không có tiền lương và mọi người sẽ không có tiền và có khả năng bị chủ đuổi nữa, mọi người không bán được. Vì nên là vì tiền đấy nên là mới phải bán như thế đấy. Nặng nghiệp lắm mọi người ạ, chứ có phải là đơn giản gì đâu. Bây giờ đang trả nghiệp, rút mỗi trả nghiệp rồi đấy. Thì lương mà lương chính thức nó sẽ trả cho mọi người là 35 EUR một ngày làm tùy đấy, 10 tiếng, 8 tiếng, 6 tiếng, 12 tiếng tùy hội chợ. 35 EUR. Còn nếu mà mọi người bắt đầu bán, ví dụ mọi người bán được 1.000 EUR tiền mức trong ngày, mọi người không nghe nhầm đâu, 1.000 EUR là 27, 28 triệu tiền Việt Nam trong một ngày, thì mọi người sẽ ăn được 10%, có chỗ sẽ trả 13% là 130 EUR, 100 EUR và mọi người sẽ được thưởng thêm các thứ nữa, là mọi người sẽ được tổng là có khả năng mọi người sẽ có lúc mọi người sẽ kiếm được 165 EUR một ngày, có lúc mọi người sẽ kiếm được 100 EUR một ngày, 130 EUR một ngày. Đấy đấy, tùy mọi người thôi, tùy chủ nữa. Chủ bán mứt nào hầu hết thì cũng không được tốt cho lắm, và có người thì rất là hạn, chứ không phải là không tốt đâu mọi người ạ. Đấy, có người là kinh khủng khiếp. Mình là một con người chuyên ra đi chửi nhau với chủ đấy rất nhiều rồi. Làm bán mứt nhá, mọi người tưởng không rút ra được gì, nhưng không, mọi người về Việt Nam mọi người sẽ rút ra những kinh nghiệm mà tổ chức sự kiện này, tổ chức một cái lễ hội như thế nào này, chạy KPI này, chạy sale này, chạy HR này, ôi dồi ôi, nói chung là tì thứ vân vân rất nhiều thứ. Xong rồi dạy mọi người cách đối nhân xử thế này, dạy mọi người cách thảo mai là thảo mai bằng này, mọi người biết mấy cái con thảo mai trên phim ý, đấy là như phải như thế đấy. Xong rồi chủ chửi vẫn phải ngồi cười, nhưng mà trong lòng thì bà mẹ mày đấy, kiểu như thế. Ôi mình là người như thế đấy, chủ chửi nhưng mà vẫn phải một nụ cười luôn, thế giới vẫn quay, còn tôi vẫn nơi đây đưa bàn tay đấy. Xong rồi mọi người sẽ gặp những cái thành phần mà ở bên này lâu rồi ấy, cứ lúc bán ấy, chị em lúc bán nhá, là một cái hội chợ đấy, một cái gian đấy sẽ là rất nhiều người đứng để tranh nhau bán với nhau thì mới chạy được, kiểu bán được nhiều ấy. Chủ nó để đấy để nó kiếm nhiều tiền cho nó mà, chứ không phải là nó quan tâm gì đến mình đâu. Đấy thì nó sẽ để tầm khoảng lúc thì 5 người, lúc thì 6 người, lúc thì to 10 người mấy người, xong rồi tranh nhau. Đấy nên là mọi người sẽ gặp những cái con chị em ôi dồi ôi, chị em như này là mới gặp như này, là đến lúc đi mẹ nó thấy khách ấy, nó thấy khách ngon ấy, nó tranh của mình, ôi dồi ôi, mẹ chị em mẹ đách mẹ luôn. Mình gặp nhiều con như thế lắm rồi, đến lúc cứ chị em xong rồi á, làm một thời gian thì bắt đầu mới lộ bản mặt chó chết của chúng nó ra. Nhưng mà qua đấy thì mình cũng gặp được rất là nhiều người bạn tốt với mình, và đến bây giờ cũng rất là thân, những người anh chị em xương máu. Nếu mà không gặp những người đấy thì mình cũng không có cơ hội đi du lịch nhiều, không có cơ hội gặp những người bạn tốt như thế, không gặp những người mà có thể giúp mình trong lúc mà mình khó khăn. Nên là cũng cảm ơn cái hội chợ đấy vì gặp được rất nhiều người bạn tốt. Nhưng mà qua những cái hội chợ đấy thì mình mới học được, rút ra những kinh nghiệm mà xương máu để đời. Mặc dù vẫn còn phải học tiếp trên đường đời thôi, nhưng mà làm hội chợ thì mọi người sẽ thấy là một công việc stress, tập trung cường độ cao. Vì có những cái hội chợ mọi người sẽ phải làm 10 ngày liên tiếp, 10 ngày đi với nhau, ăn ở uống với nhau. Ôi dồi ôi, nói chung là một drama kinh khủng khiếp. Nói chung là người nào mà không kiểu có một tinh thần mạnh mẽ là sẽ bỏ cuộc rất sớm. Rất sớm. Thế là giải thích được cho mọi người cái hội chợ nó là như thế nào rồi, không có lại clip lại dài quá. Sang câu hỏi thứ 7, thứ 8, tiếp tục đổi địa điểm nha. Câu hỏi thứ 7 này là mọi người sẽ hỏi mình làm thế nào mà đối phó được với những người chủ hãm, những người chủ không tốt và những người chủ xấu tính. Thì hãy cười, mỉm cười, xong rồi đi. Té, tránh xa. Và chỉ làm việc của mình thôi, kiếm việc của mình, cứ làm tốt việc của mình và bán được nhiều cho chủ. Là mặc dù nó ghét bạn đi chăng nữa thì nó vẫn phải mỉm cười với bạn thôi, vì bạn bán được hàng cho nó mà, bạn làm được việc cho nó mà. Với cả hãy tìm những người bạn thân thiết trong hội chợ để chia sẻ những cái sự ấm ức mỗi khi mà làm việc, chứ không mọi người sẽ điên đấy, điên mà chết đấy. Mình đã từng chiến đấu với một mình chọi mười mấy người, một mình không chơi với một ai cả, và mình suýt điên cái hội chợ đấy. Là điều thứ 8, là điều cuối cùng mọi người, kinh nghiệm mà mình rút ra cho mọi người
là như thế nào thì làm. Mọi người hãy thử đi làm ở bên này đi. Ở Việt Nam khó 1 thì bên này khó 10, khó 100 lần. Nhưng mà nếu mà mọi người không thử làm những cái việc đấy thì mọi người sẽ không biết được là mọi người sẽ có khả năng làm những cái việc mà mọi người sẽ không bao giờ nghĩ đến. Mặc dù việc đấy nó có khổ cực như nào, nhưng mà không khổ thì làm sao mà kiếm được tiền, đúng không? Không làm việc hăng say, làm việc cật lực, làm việc đến hết công suất thì làm sao mà kiếm được tiền, đúng không? Và hãy thoải mái lên, hãy thư giãn ra. Vì trong những cái công việc đấy mọi người có thể gặp được rất nhiều cái cơ hội khác, chứ không phải là mỗi làm việc kiếm tiền xong là đi về đâu. Nên là nói chung là hãy keep your mind open và enjoy life. Đời nó hít bạn nhiều cú lắm. Đời nó hít mình rất rất nhiều cú này. Đây vừa trả nghiệp xong cái mũi này, bây giờ không biết là còn nghiệp gì nữa, chuẩn bị trả nốt này. Nếu mà ai cũng relate giống mình, nếu mà ai cũng phải đi làm ở nước ngoài giống mình và gặp những cái trường hợp như mình, những cái trường hợp rất là hãm, hoặc là bạn hãy chia sẻ câu chuyện của bạn thì hãy comment phía dưới cho mình biết nha. Và đừng quên nhấn đăng ký, like, share và nhấn follow social media của mình. Tất cả các link sẽ để dưới phần description box, phần mô tả, cho mọi người nhấn đăng ký nha. Và hẹn gặp lại mọi người vào những video sắp tới. Cause but we're losing our shape.